Canxi D3K2 cho bé là các dưỡng chất quan trọng giúp cho bé phát triển chiều cao tối đa và toàn diện nhất. Do đó với trẻ đang trong độ tuổi phát triển mẹ cần chú ý bổ sung Canxi D3K2 cho bé. Vậy việc bổ sung cho bé những dưỡng chất trên như thế nào? Và sản phẩm nào chứa đầy đủ các dưỡng chất trên để bổ sung cho bé? Hãy theo dõi video này để nghe chuyên gia tư vấn về vấn đề bổ sung Canxi D3K2 cho bé nhé. Vai trò của việc bổ sung Canxi D3K2 cho bé Vai trò của canxi. Canxi là một nguyên tố quan trọng đối với cơ thể. Trong cơ thể nó tồn tại chủ yếu ở xương và răng và một phần nhỏ ở trong máu. Và nó chiếm đến khoảng 2% trọng lượng của cơ thể. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển xương và răng. Ngăn ngừa loãng xương cho xương chắc khỏe. Đồng thời với trẻ nhỏ nó là dưỡng chất quan trọng để tăng chiều cao tối đa cho trẻ. Ngoài ra với một lượng nhỏ canxi trong máu tuy nhiên nó cũng có những vai trò hết sức quan trọng như duy trì hoạt động của cơ bắp nhờ sự co giãn của các sợi cơ. Nếu thiếu canxi thì sự co bóp cơ tim hay cơ tiêu hóa kém. Đảm nhận vai trò như một sĩ quan chỉ huy các phản ứng miễn dịch cho cơ thể. Bảo vệ thành mạch và tham gia vào quá trình vận chuyển máu của mạch. Phát tín hiệu cho các tế bào thần kinh. Do đó giúp trẻ ngủ ngon giấc hơn không bị quá hưng phấn gây mất ngủ. Điều tiết việc tiết một số loại hormone cho cơ thể. Đặc biệt nồng độ canxi trong máu luôn phải được ổn định. Nếu canxi máu thiếu thì nó sẽ rút canxi từ xương ra để điều hòa hoạt động của cơ thể. Vai trò của vitamin D3. Vitamin D3 là một dạng của vitamin D, trong tự nhiên vitamin D có hai dạng là D2 và D3. Vitamin D2 được tìm thấy ở nhiều các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật như các loại nấm. Vitamin D3 được tìm thấy chủ yếu trong các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật như dầu gan cá, lòng đỏ trứng. Ngoài ra vitamin D3 còn có thể được tổng hợp khi da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. So với vitamin D2 thì vitamin D3 hay được sử dụng hơn do nó được tìm thấy nồng độ cao hơn trong máu. Vitamin D3 có nhiều tác dụng quan trọng với cơ thể như tham gia vào quá trình tăng cường hấp thu canxi để tạo nên xương và răng cho bé. Đồng thời nó giúp phân phối canxi đến các bộ phận trong cơ thể. Do đó vitamin D3 thường được dùng trong các bệnh lý về xương như còi xương, loãng xương hay nhuyễn xương. Vai trò của vitamin K2 Vitamin K2 cũng là một dạng của vitamin K, chúng có vai trò quan trọng trong việc tham gia vào quá trình đông máu, để hạn chế chảy máu ở trẻ em. Ngoài ra nó còn có vai trò quan trọng giúp vận chuyển canxi tới hệ xương để giúp xương phát triển và chắc khỏe hơn, hạn chế được tình trạng lắng động canxi ở máu và xương. Trong khi vitamin K1 thường được tìm thấy trong các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, thì vitamin K2 được tìm thấy trong các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Ngoài ra, vitamin K2 còn được tổng hợp bởi các vi khuẩn có mặt trong đường ruột. Mặc dù chúng đều có vai trò quan trọng với cơ thể, tuy nhiên theo nghiên cứu thì thời gian bán thải của vitamin K2 lâu hơn trong cơ thể. Do đó, người ta thường lựa chọn vitamin K2 trong các sản phẩm để bổ sung cho trẻ Tại sao lại bổ sung canxi D3K2 cho bé? Canxi D3K2 cho bé đều là những dưỡng chất quan trọng trong quá trình bổ sung, chuyển hóa và hấp thu canxi cho cơ thể. Chúng đều đóng vai trò trong quá trình tạo nên răng, xương. Bên cạnh đó còn giúp điều hòa nồng độ canxi trong máu. Chúng phối hợp nhịp nhàng với nhau để giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Cao lớn và phòng tránh được các bệnh lý liên quan đến xương như loãng xương hay vấn đề về tim mạch, bệnh thận. Trong khi bổ sung canxi là thành phần chính tạo nên cấu trúc xương, rằng thì việc bổ sung vitamin D3 sẽ thúc đẩy quá trình hấp thu canxi đó đến các bộ phận trong cơ thể. Vitamin K2 lại đảm nhận vai trò gắn canxi vừa được hấp thu đó vào protein để tạo nên cấu trúc cho xương. Nếu không bổ sung canxi D3 K2 cho bé, giả sử nếu mẹ bổ sung thừa canxi là thiếu vitamin D3 thì canxi không được hấp thu vào cơ thể để tạo nên cấu trúc cho xương. Mặt khác nếu mẹ bổ sung thừa vitamin D3 thủ nồng độ canxi hấp thu vào cơ thể tăng cao, dẫn đến lắng động canxi ở lòng mạch, khiến cho mạch máu dễ bị vôi hóa, gây ra các bệnh lý về tim mạch. Việc bổ sung vitamin K2 sẽ giúp giảm thiểu đi được tình trạng này cho bé. Bởi vai trò của vitamin K2 giúp điều hòa nồng độ canxi trong máu. Phòng tránh tình trạng trên, ngăn ngừa việc lắng động canxi, đem canxi đến các vị trí cần thiết. Do đó việc bổ sung canxi D3K2 cho bé là điều cực kỳ cần thiết. Nó giúp cho việc bé có thể tăng chiều cao hiệu quả mà không gặp các vấn đề gì về sức khỏe. Sản phẩm bổ sung canxi D3K2 cho bé được chuyên gia khuyên dùng. Tiêu chí để lựa chọn sản phẩm canxi D3K2 cho bé. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đây là một tiêu chí vô cùng quan trọng khi mẹ mua bất kỳ sản phẩm nào. Sản phẩm đã được kiểm duyệt về chất lượng và được cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Thành phần được đảm bảo tính an toàn, không gây tương tác khi sử dụng. Dễ sử dụng, đây là tiêu chí quan trọng đối với trẻ nhỏ. Hiệu quả được chuyên gia đánh giá và công nhận. Sản phẩm được nhiều người tin tưởng hay sử dụng. Và có những phản hồi tích cực. Amoma Canxi Umkit là sản phẩm bổ sung canxi D3K2 cho bé đạt được các tiêu chuẩn kể trên. Do đó mẹ có thể an tâm lựa chọn sản phẩm này cho bé sử dụng với thành phần gồm có Canxi chiết xuất từ sữa giúp bé dễ dàng hấp thu được lysin, kẽm gluconat, vitamin D3, vitamin K2 hay còn gọi là MK7. Những thành phần này có ý nghĩa như thế nào? Canxi là thành phần của xương và răng. Giúp bé phát triển khung xương chắc khỏe và cao lớn. Bổ sung canxi giúp trẻ phát triển chiều cao tốt hơn. Lysin là axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được vì vậy phải cần bổ sung từ bên ngoài vào. Lysin trong sản phẩm này là chất dẫn truyền giúp canxi có thể đi vào máu được dễ dàng hơn. Kẽm gluconat giúp trẻ nâng cao sức đề kháng. Vitamin D3 giúp canxi vận chuyển vào máu được tối đa và dễ dàng hơn. Vitamin K2 hay còn gọi là MK7 là chất dẫn truyền canxi từ máu vào trong xương. Công dụng của Amoma Calcium Kit là bổ sung canxi từ sữa, vitamin D3 và vitamin K2 giúp xương và răng chắc khỏe. Hỗ trợ phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đối tượng sử dụng: Trẻ còi xương chậm lớn, trẻ đang trong giai đoạn phát triển, trẻ đang có nhu cầu bổ sung canxi. Cách sử dụng: Uống mỗi lần 10ml, ngày uống từ 2 đến 3 lần. Xé gói dùng trực tiếp hoặc đổ ra cốc và dùng sau khi ăn. Sản phẩm này có đặc điểm gì nổi bật? cung cấp canxi từ sữa, đây là loại canxi dễ dàng sử dụng, không gây cảm giác khó chịu khi uống cho bé và không gây táo bón. Bổ sung thêm D3 và K2 tăng cường hấp thu canxi từ máu vào xương. Có thêm lysine là một axit amin cần thiết cho cơ thể. Lysine cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải cung cấp từ bên ngoài. Cũng giống như vitamin D3 thì lysine cũng là một chất dẫn truyền. Vì vậy, bổ sung lysine ngoài tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng còn giúp tăng cường vận chuyển canxi vào máu tốt hơn được nghiên cứu và thử nghiệm kỹ càng trước khi đem đến tay người sử dụng. Vì thế mẹ có thể yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này cho em bé nhà mình. Ngoài ra, với đội ngũ bác sĩ, dược sĩ có chuyên môn cao luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các mẹ về mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm và sức khỏe của bé. Nhấc máy ngay và liên hệ với chúng tôi nhé. Tóm lại, cha mẹ nên chủ động bổ sung canxi D3 K2 cho bé ngay từ sớm để con có vóc dáng vượt trội. Cùng với đó, hãy chú ý đến giờ giấc sinh hoạt của con và khuyến khích bé vận động nhiều hơn nhé. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.